Tôi nói nếu như mà đồng viên can mà không tới á, là chúng tôi chỉ phải viên can thôi. Là có đồng viên can tới, nó làm cái không khí nó vun lên. Và đó là cái sự kết nghĩa mà tôi thấy tình này rõ ràng đúng là mình là du ca. Mình du ca tức là mình đi hát cho cộng đồng chứ không hát cho ai không. Do đó chúng tôi hết sức là cảm ơn. Chúng tôi cảm ơn từ trưởng Phạm Thanh Hiệp này, chị Dung này đã tới trước đó hôm qua rồi, rồi thêm các tường này làm đủ thứ hết, rồi thêm các thành viên này, chị Cẩm Nhung này, chị rất nhiều lúc rồi anh Kha tới sớm anh qua tới sớm. Cho tôi xin một lần nữa là đạo trưởng của đạo Phong Châu thay mặt em được tỏ lòng tri ân các anh chị đã giúp cho đạo Phong Châu chúng tôi có một ngày lễ thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn rất là nhiều.